Em xin chào quý anh chị nha. Ở ngày 30 tháng 9 Quảng Ngãi nè anh chị. Đó, Quảng Ngãi em kéo đặc biệt cho anh chị mình xem trước khi em quay số cho anh chị xem nè. Đó, thì ngày hôm qua thì em quay buổi sáng cho anh chị. Đó, mà chiều đó thì em có bón 5 tờ cho số này. Giờ sau đó là em khách đã mua là 3 tờ, em lấy 2 tờ anh chị. Cũng không chị, 23408. Tóm 23408 mà số ở đây là tại Quảng Ngãi này 724308. Chứ không em trúng là 2 tờ nha anh chị, uống nha anh chị. Anh chị thấy uống không? Đó là Quảng Ngãi nè anh chị. Đó, Quảng Ngãi đó, đó. Chắc là tiếc nha anh chị. Em mà em trúng ít nhất này nếu không vô số tóm. Đó thì nó số 7 thì em số tóm thì trúng nếu mà số 3 số 4 nó thêm nút nó đổ lại thôi cho em. À, cái bớt cái thêm lên đổ lại cho em, em trúng 2 tờ 100 triệu nha anh chị. Đó cũng ổn nha. Rồi thì xô nữa thì cũng không trúng rồi. Đó, thì hôm nay em tiếp tục lên sóng cho anh chị nha. Tâm tâm chủ nhật nha anh chị. Rồi số 16 đầu tiên. Rồi số 99. Đó, ngày 1 tay tháng 10 nha anh chị. Rồi 99. Rồi số 701. Rồi 93. Đó, số 10. Tâm tâm tiếp cho anh chị. Số 29. Tóm 129. 52. 37. 652. 21547. 09866. Đó. 37658. 09862. 21543. Đó. Số 43 đây cũng đẹp đây. Rồi hôm qua em cũng lấy số giờ này nha anh chị. 93280. 74071. Số 7 của thằng 7 cũng đẹp. 274075. 46707. Số con số 707 cũng đẹp đó nha anh chị. Tóm 125. 52334. 52534 số đẹp cũng quản lý. 93284. Đó là công tâm nha anh chị, cò thừa Thiên Huế nè, cũng ngày 31 tháng 10 luôn anh chị. 007803. 084049. 045421 anh chị. Rồi. Thì rồi video đến đây em cũng có lẽ em cũng xin tạm dừng video ở đây nha anh chị. Đó, anh chị nào mua số thì cứ Zalo điện thoại cho em giữ số anh chị ta lấy nha. Đó. Số điện thoại 0968634712 nha anh chị. Đó, anh chị nào ở khu vực này mở anh chị ta lấy số nha. Em giữ số cho anh chị lấy số nha anh chị. ID bằng 45120527326. Đó. Anh chị mua rồi em giữ số, anh chị lấy trước giờ sổ còn tốt nha anh chị. Lấy số trước giờ sổ còn tốt. Đó. Em giữ số cho anh chị nha anh chị, chụp hình gửi cho anh chị luôn. Đó. Anh chị có nhiệm vụ bán tài khoản cho em. Anh chị lấy trước 5 giờ 20 phút. Lấy số trước giờ 5 giờ 20 phút còn tốt nha anh chị. Rồi video đến đây em xin tạm dừng. Đó, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Đó, những số mà em thích nè, 52334. Rồi. Số này là số thích của em nè. Em thấy số này cũng đẹp nha anh chị. Rồi. Tóm 125 cũng đẹp. 467707 cũng đẹp nha anh chị. 740775 cũng đẹp. Hôm nay số em thích nhiều quá. 21543. 21543 cũng có lý nha anh chị. Đây số đây có lý nè. 37652. 37652. Đó, nha anh chị, số đó đẹp á. Rồi nha anh chị. Rồi, video đến đây cũng xin tạm dừng nha anh chị. Chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha anh chị ơi.
Rồi, cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em. Rồi giờ này cũng khoảng 7-8 giờ tối rồi nha anh chị. Rồi, nên đường vẫn còn xe cộ đi. 9-10 giờ mới đường ít xe nha anh chị. 7-8 giờ tối cũng còn ta đi lồn về đó nha anh chị. Đúng rồi, 8 giờ. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị nha.